Xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại channel của mình. Lần trước là anh em đã tập về tầng bóng bằng hai chân thế nên này. Hôm nay chúng ta sẽ tập kỹ thuật tầng bóng bằng đầu như thế này. Thấy dễ không nào? Thật ra là tập tầng bóng bằng đầu không hề khó, chỉ cần anh em có một nơi yên tĩnh để mỗi ngày mình có thể tự tập luyện thì mới mau chóng tiến bộ và có thể tâng bóng được bằng đầu giống như mình. Để tập luyện tâng bóng bằng đầu giống như mình vừa mới làm hồi nãy á, anh em cần phải lưu ý một số điểm như sau. Tư thế thì nó sẽ như thế này đó, anh em có thể đứng chân trước và chân sau. Đấy, hai đầu gối hơi quỵ lại. Mình tập luyện lâu rồi mình có thể đứng hai chân như thế này, nhưng mà anh em mới tập luyện thì tốt nhất là chân trước chân sau để có thể mình bước tới bước lui nó dễ dàng hơn. Đó, chân này hai chân sẽ hơi quỵ nha, trọng tâm hơn ở người ở phía ở giữa và cổ ngửa lên trên, hai tay dang ra nha để giữ thăng bằng. Rồi cái thứ hai á là điểm chạm trên đầu. Điểm chạm trên đầu đó là phần trán đây, đó là cái phần cuối cùng không có tóc đó, nó cắt nhau với phần tóc ở đây đó, phần trán ha. Rồi cái thứ ba đó là anh em phải biết là mình cụm vào quả bóng chứ không phải là quả bóng rớt xuống đầu mình ha. Mình cụm vào quả bóng nhưng mà bóng rớt xuống cụm nó đẩy lên chứ không phải là bóng vô tình nó rớt vào đầu mình. Phải chú ý với điều đó. Và khi mà anh em muốn cụm vào bóng tức là mình sẽ có lực, thì có lực ở cái điểm sau đây là sử dụng lực của phần gập duỗi của đầu gối. Đấy, gập duỗi đầu gối xem nha. Thì lúc đó mình cụm thì bóng nó sẽ đẩy lên. Rồi một điểm nữa là anh em cần lưu ý đó là hãy luôn mở mắt nhìn theo quả bóng. Có nhiều anh em tập luyện tâng bóng á mà khi mà cụm đầu vào bóng á thì sợ đau này nọ hay nhắm mắt lại, thì không nhắm mắt lại sẽ chắc không theo dõi được quả bóng thì chắc chắn sẽ dẫn đến những cái lỗi lúc mà khi mà mình tập tâng bóng nó xảy ra. Và điểm nữa đó là hãy khi mà mình cụm vào bóng á, bóng luôn đi thẳng lên trên nhưng không phải đi xéo qua đây hay xéo đây mà phải là đi thẳng lên trên. Bóng luôn đi thẳng lên phía trên. Rồi sau khi anh em biết những cái điều này rồi thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập luyện. Thì khi mà tập luyện đầu tiên anh em phải tập luyện không cần quả bóng, chỉ cần đấy, nhớ nha, hai tay giữ giữ thăng bằng. Rồi cơ bản về tập luyện không có quả bóng, bây giờ là sẽ có quả bóng trên tay thì mình sẽ tập từng cái một, mình từng một cái trước nè. Cầm bóng như thế này, thảy bóng lên rồi đánh đầu à. Một, thảy ra chụp lại ha. Một, chụp lại. Chụp lại. Ok, là phải làm đúng kỹ thuật là cụm vào cái bóng sẽ đi thẳng lên. Đúng kỹ thuật. Và sau khi mình đã cảm thấy một cái mình tâng được rồi, mình bắt đầu qua hai cái, ba cái. Hai cái. Một, hai. Chụp lại. Một, hai. Chụp lại. Một, hai. Chụp lại. Nhớ nha, nhớ người lên. Rồi bắt đầu là lên nhiều hơn ba cái. Một, hai, ba. Chụp lại. Một, hai, ba. Chụp lại. Nhớ nha, anh em phải làm đúng kỹ thuật nhiều lần. Hãy tập trung vào vấn đề là làm đúng kỹ thuật, chứ không phải là anh em cố gắng tâng thật nhiều lần nhưng mà sai kỹ thuật thì không nên. Chỉ cần làm 3 cái thôi, giống như mình vừa mới làm, nhưng mà làm đúng kỹ thuật thì cái kỹ năng nó sẽ đưa cho mình hiểu được cái cảm giác làm đúng là như thế nào. Thì lúc đó mình có thể tiến bộ được, rồi mình có thể làm lên được 10 cái như thế này. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ok, 10 cái. Và mình có thể đặt những cái KPI, những cái target mỗi ngày để mình tự tập luyện. Mình có thể làm được nhiều hơn, lên 20 cái, 30 cái hoặc 50 cái. Và khi mình đã tâng được nhiều rồi thì anh em sẽ bắt đầu việc tâng bóng ban đầu không phải là chỉ là cầm hai bóng lên thảy lên nữa, mà sẽ là từ dưới chân tâng lên rồi đỡ bóng ban đầu và tâng bóng ban đầu. Thì tốt nhất là khi mà đang tâng với hai chân như thế này, muốn đưa lên trên đầu thì nên đưa thông qua đầu gối. Ví dụ mình như mình đứng tâng đây, ok, xem nha. 1, 2, 3. Đấy, đang tâng dưới chân thế này, muốn lên tâng đầu. Lên gối, lên đầu. Và khi mà anh em đã tập luyện lâu rồi và tâng bóng được bằng đầu được nhiều lần rồi và cảm thấy là mình tâng tốt rồi, mình thể tâng những cái kiểu advanced hơn, khó hơn. Ví dụ như là mình tâng nhanh hơn chẳng hạn. Đấy,
khi mà mình tân nhanh hơn điểm chạm nó nhỏ này, nhanh hoặc là tân đầu lúc đang ngồi đấy. Đấy. Ok, đó là tân đầu khi đang ngồi. Bạn thấy vừa tân bốn bàn đầu vừa di chuyển. Ok, nếu anh em thấy video clip này hay thì like và share nó. Và đừng quên ấn nút chuông nhỏ phía dưới đây để không bỏ lỡ bất cứ video clip nào của mình sẽ ra trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Trọng Thi, chúc anh em tập luyện thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.